Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Tony Phùng. Đây là iPhone 10 và iPhone 8. Và mua điện thoại màn hình nhỏ mà mạnh thì mua cái điện thoại nào? Đó. Hôm vừa rồi mình làm một cái video chia sẻ một cái chủ đề, đó là điện thoại màn hình nhỏ mà mạnh thì sẽ chỉ có một lựa chọn duy nhất tại thời điểm hiện tại bây giờ mà thôi, đó là iPhone 8. Thì có rất nhiều bạn ý kiến trong cái video đấy của mình là iPhone 10 chỉ to hơn có một chút xíu mà chúng ta có cái trải nghiệm màn hình lớn hơn thì các kiểu. Thế thì mua iPhone 8 làm cái gì? Và rất nhiều bạn chia sẻ ý kiến như thế, thì mình sẽ làm một cái video tư vấn và chỉ ra những cái vấn đề khác biệt nhau giữa trải nghiệm của iPhone 10 và iPhone 8. Cho dù kích thước tổng thể của iPhone 10 chỉ lớn hơn một chút so với iPhone 8, nhưng nếu như cần cho mình một cái điện thoại màn hình nhỏ để sử dụng thuận tiện bằng một tay, mình sẽ vẫn lựa chọn iPhone 8. Bởi vì sao thì xem video nhé. Trước tiên đó thì mình cứ điểm qua một chút về hai cái sản phẩm này đi. Nó đều có chip Apple A11 này, thế nên hiệu năng về tổng thể của cả hai sản phẩm đều rất tốt. Một bên là 3GB, một bên là 2GB. Nhưng trong cái quá trình mà các bạn sử dụng với những ứng dụng hàng ngày như kiểu Facebook các thứ như thế này, thì các bạn cũng sẽ không nhận ra được cái sự khác biệt của hai cái chiếc điện thoại này. Tại vì thực sự là nó vẫn rất mượt, bởi vì con chip Apple A11 là nó quá mạnh đi, nên các bạn có thể tự tin ở cái vấn đề đó. Tuy nhiên thì rõ ràng là với 3GB thì đa nhiệm nó sẽ tốt hơn, tối ưu những cái ứng dụng chạy nền nó sẽ ngon hơn và ít phải load app lại hơn. Thì cái đấy là cái vấn đề mà các bạn sẽ nhận ra. Tuy nhiên thì mình nghĩ thực sự nhiều người dùng iPhone cũng chẳng bao giờ để ý đến những cái thứ đó đâu. Kể cả load lại app thì cái gì nó cũng quá nhanh mà. Nên cái vấn đề đấy mình sẽ bỏ qua. Giống nhau tiếp theo nữa ở cái camera, và cụ thể hơn là cái camera chính. Xét về cái trải nghiệm khi mà chụp hình á, thì nó không khác biệt gì nhau về cái chất lượng đưa ra. Đặc biệt là trong những môi trường đủ sáng, kể cả trong những môi trường thiếu sáng, chụp bằng camera chính thì nó vẫn tương tự như nhau. Thế nhưng mà iPhone 10 chúng ta có thêm cái zoom tele 2x, và quan trọng hơn chúng ta có chế độ chụp chân dung. Với iPhone 8 thì không hề có hai cái chế độ này, nên đây là cái sự khác biệt nhau về cái camera chính mà thôi. Còn camera selfie thì nó cũng tương tự như nhau, mình cũng sẽ bỏ qua luôn. Thế nên rõ ràng luôn về những cái cơ bản nhất mà người dùng cần và giống nhau, thì đó là về mặt hiệu năng, cũng như là đó là về cái mặt camera chính và camera selfie. Giống nhau thêm một cái nữa đấy là sạc nhanh của cả hai cái, cũng như sạc không dây thì nó giống nhau, nên là mình sẽ bỏ qua luôn và mình sẽ nói đến những cái thứ khác nhau nhá. Thì mức giá trước đi, máy cũ tại 7S cho iPhone 8 64GB nó vào khoảng tầm hơn 10 triệu, và với iPhone 10 thì nó vào khoảng tầm gần 16 triệu. Cái mức giá cụ thể thì các bạn có thể click vào link ở phía bên dưới phần mô tả video, tại vì nó sẽ thay đổi theo từng mốc thời gian khác nhau, nên hãy cập nhật tại thời điểm các bạn đang xem video bằng cách click vào nhé. Thì rõ ràng luôn cái mức giá chênh lệch nhau quá nhiều, thì đánh đổi là iPhone 10 sẽ phải có những thứ tốt hơn so với iPhone 8. Cụ thể hơn đó là cái phần màn hình. Thì như mình đã nói hôm trước, màn hình nhỏ thì mua cái điện thoại nào? Rõ ràng về cái màn hình là 4,7 inch, tỷ lệ 16:9 trên iPhone 8, nó sẽ nhỏ hơn rất nhiều so với 5,8 inch, tỷ lệ đấy là 19:599 của chiếc iPhone 10. Và các bạn có thể thấy rõ ràng nhất đó chính là cái khả năng hiển thị được nội dung. Này vẫn là giao diện ở Facebook cũ, nó cũng tương tự như vậy mà thôi. Bấm vào cái này thì các bạn có thể thấy. Thực sự là giao diện thì nó cũng khá là khác nhau, nhưng mà chúng ta có thể nhìn thấy rất nhiều hàng. Trong cái đó cái này thì hiển thị được ít nội dung hơn hẳn. Hay là thậm chí bấm vào một cái bài post nào đó dài dài đi, đơn cử như cái ví dụ này, có thể liệt kê để hết tất cả các thông tin của mình. Đó, các bạn thấy chưa? Liệt kê thêm được một vài cái ảnh đại diện. Nhưng mà cái này không hề, kéo xuống dưới nữa chúng ta mới có. Thì rõ ràng luôn là với cái lợi thế đó là màn hình tỷ lệ mới và nó tràn viền hơn, thế nên là cái trải nghiệm về không gian hiển thị cũng như là trải nghiệm về cái chất lượng thì iPhone 10 cũng sẽ cho trải nghiệm tốt hơn so với iPhone 8. Thế nhưng một cái vấn đề đó là những ai cần cho mình một cái điện thoại màn hình nhỏ, điện thoại kích thước nhỏ thì sẽ cần sử dụng bằng một tay cho nó thoải mái. Thì lúc này sử dụng bằng một tay iPhone 8 vẫn tốt hơn, bởi vì sao? Thứ nhất là khi các bạn cầm trong tay như vậy, đó, chúng ta sẽ có những cái thao tác bấm, bấm, bấm và bấm. Thì cái thao tác bấm nó vẫn chắc tay hơn so với cái thao tác vuốt. Vẫn biết là chúng ta có thể vuốt như thế này. Thế nhưng mà khi mà các bạn muốn về home, các bạn bấm vào đây, nó sẽ vẫn chắc tay hơn so với cái việc đấy là các bạn cầm chiếc iPhone 10 trên này. Đấy, cái thời điểm đầu tiên khi mà mình mới chuyển sang dùng iPhone 10, mình cảm thấy rất là run tay. Tại vì cái trọng tâm của tay lúc nào cũng bị đẩy xuống dưới như thế. Và nó khiến cho cái cảm giác là tay mình hơi bị không chắc khi cầm cái điện thoại, đặc biệt là một cái điện thoại giá trị cao như là chiếc iPhone 10 chiếc này. Và mình cảm giác có một chút gì đấy nó không thoải mái và không chắc chắn bằng cái việc đấy là mình cầm chiếc iPhone 8 và mình bấm, bấm, bấm. Mọi thứ đều rất dễ dàng và thực sự cái trải nghiệm nó rất là chắc chắn trong tay là như vậy. Thêm một cái chi tiết nữa đó là iPhone 8 cũng mỏng hơn và nhẹ hơn so với iPhone 10, thế nên cầm nắm và sử dụng nó cũng dễ chịu hơn. Nhưng đó là cái vấn đề trải nghiệm.
mỗi người sẽ có một cái trải nghiệm khác nhau và mỗi người sẽ có một cái gu khác nhau. Nên là thực sự bản thân mình vẫn đánh giá nếu như các bạn cần cho mình một cái điện thoại màn hình nhỏ để mà sử dụng ở một tay thì iPhone 8 vẫn cho trải nghiệm ngon hơn. Nhưng không thể nào phủ nhận được từ chất lượng màn hình, từ không gian hiển thị, từ mọi thứ thì đương nhiên iPhone 10 sẽ cho trải nghiệm ngon hơn rồi. Chỉ có một cái khác biệt nữa, một bên là tai thỏ, một bên là không. Thế nên nó lại phụ thuộc vào gu của các bạn mà thôi. Chưa kể nữa là màn hình này nó là OLED, độ phân giải cao hơn rất nhiều so với iPhone 8. Thế nên là mật độ điểm ảnh hay chất lượng hiển thị thì cái gì cũng sẽ là ngon hơn. Cái điểm khác biệt rõ ràng tiếp theo mà các bạn cũng có thể thấy là nó ảnh hưởng đến cái trải nghiệm thì đó là cái thao tác như mình vừa nói ấy. Thì cái thao tác vuốt của chúng ta nó là một cái thao tác mới, khi mà các bạn có thể ví dụ như là vuốt từ dưới trở lên thì nó là thoát này, vuốt giữ như này để mở đa nhiệm này, hay là chúng ta có thể chuyển qua chuyển lại những app như thế này rất nhanh. Thì đó là một cái trải nghiệm khác biệt. Cái trải nghiệm đó thì iPhone 8 không hề có, mà chúng ta sẽ có những cái thao tác ví dụ như là kích đu vào phím home để mở đa nhiệm, hay là chúng ta có thể bấm 3D touch vào cạnh viền, bấm vào để chúng ta mở đa nhiệm. Thì thực sự những cái trải nghiệm như thế nó không thể nào nó ngon được bằng giống như là iPhone 10 theo kiểu dạng vuốt vuốt như thế này. Nhưng mà rõ ràng luôn, đây là cái kiểu cũ. Chúng ta có một cái thứ gì đấy rất là quen thuộc kiểu ngày xưa. Em bạn nào mà muốn có cho mình một cái nhỏ gọn mà chắc chắn, mà các bạn có thể thấy khi cầm trên tay này, mình có thể thao tác rất là dễ chịu với cái điện thoại này, cho dù là mình với lên trên vẫn ok. Trong cái đó với cái cách cầm điện thoại của mình thì mình khá khó để với lên trên của chiếc iPhone 10, tại vì nó sẽ bị với tay và có thể nó sẽ bị rơi khỏi tay trong quá trình mình cầm nắm và sử dụng. Thế nên rõ ràng là điện thoại nhỏ iPhone 8 vẫn sẽ là tốt hơn. Nói chung là từ nãy giờ mình nói khá nhiều về cái nó gọi là cái cảm giác trong quá trình mà các bạn sử dụng. Thì thực sự đấy là cái thứ khác biệt để khiến cho người ta vẫn còn muốn sử dụng iPhone 8 khi muốn lựa chọn một cái điện thoại màn hình nhỏ. Chứ còn thực sự xét về tổng thể trải nghiệm thì giữa iPhone 10 và iPhone 8 thì thực sự iPhone 10 nó hơn quá nhiều so với iPhone 8 đi. Thì đấy cũng chính là lý do vì sao mà cái mức giá của iPhone 10 nó cao hơn đến mức độ là như vậy. Kể từ là thời lượng pin tốt hơn, kể từ là màn hình hiển thị ngon hơn, kể từ cái thao tác sử dụng mới vuốt thì nó cũng linh hoạt hơn, ngon hơn, hay là kể từ camera rồi kể từ cái thiết kế thì nó cũng đẹp hơn và sexy hơn. Nhưng nói chung sự lựa chọn cuối cùng vẫn sẽ ở bạn mà thôi. Nếu như các bạn cần cho mình một cái điện thoại màn hình nhỏ mà chấp nhận được một vài thứ, ví dụ như màn hình nhỏ này hiển thị được ít không gian theo tỷ lệ cũ, viền trên dưới hơi dày, hay là chúng ta vẫn muốn sử dụng cái phím home với mặt trước, thì các bạn vẫn có thể tự tin để lựa chọn iPhone 8 ở thời điểm hiện tại, cho dù là những cái trải nghiệm của nó thì không còn mới mẻ nữa. Còn nếu như các bạn muốn có cho mình những cái thứ gì đấy nó khác biệt hơn, cầm nắm sử dụng bằng một tay vẫn ok, cho dù là hơi run tay thêm một tí, hay là nó vẫn nhỏ gọn ở mức chấp nhận được, đút vào túi quần mọi thứ vẫn dễ chịu, chúng ta có thời lượng pin tốt hơn hay là camera cũng ngon hơn, thì các bạn có thể tự tin để lựa chọn cho mình iPhone 10. Và các bạn nghĩ sao về việc so sánh giữa iPhone 8 và iPhone 10 thì chiếc điện thoại nào sẽ hợp với bạn hơn? Hãy chia sẻ ý kiến ở comment phía dưới nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video và đừng quên là nếu như có nhu cầu thì tại 7S cũng đang bày bán cả hai sản phẩm này với một mức giá rất tốt, máy cũ đã qua sử dụng. Link mình sẽ để phía bên dưới phần mô tả video và ghi comment để các bạn tiện theo dõi hơn nhé. Ok. Bye.